Chào các bạn, đây là cái video thứ hai tôi hướng dẫn các bạn là thi chứng chỉ YouTube khóa học xây dựng doanh nghiệp trên YouTube của Học viện Sáng tạo. Cái bài thứ nhất trong cái khóa học này thì đã hướng dẫn các bạn là kiểm tra kiến thức xong rồi. Thì đây là cái bài thứ hai hướng dẫn các bạn là kiểm tra kiến thức của bài thứ hai. Thì các bạn cứ làm theo hướng dẫn ở trên màn hình. Cái bài thứ nhất thì nó rất là dễ cho nên các bạn tự sẽ làm được. Phần bài thứ hai của cái khóa học này thì các bạn cứ làm theo hướng dẫn như thế này. Đấy, các bạn có thể bấm cái nào mà không đúng thì chúng ta có thể bỏ qua, ta chọn cái ô đúng rồi cứ chọn được 3 câu, sau đó là chúng ta gửi là được. Để chúng ta cứ làm theo hướng dẫn. Đấy, như thế là ta đã làm xong rồi. Đây là bài thứ hai của xây dựng khóa học xây dựng doanh nghiệp trên YouTube. Bây giờ chúng ta sang bài thứ ba. Thì cũng giống như các cái bài trước thì chúng ta cũng tích vào các cái nội dung mà chúng ta cần phải học ở dưới cái phần video. Ta tích vào các cái nội dung ở phía bên này để ta học. Thì đấy, ta có thể là ta đọc qua hoặc là ta không đọc, thì đấy là tùy các bạn. Các bạn chỉ việc là làm các cái bài kiểm tra kiến thức và bài thi cuối kỳ của khóa học là được. Đấy, ta có thể ta xem qua các cái nội dung ở trên này để ta hiểu hơn về bản chất của cái khóa học. Đấy, các ta cứ tích vào để cho số các cái nội dung của cái khóa học này ra để ta đọc kỹ các cái nội dung này. Vì trong cái phần này là hoàn toàn là bằng tiếng Việt cho nên là các bạn có thể thoải mái để các bạn đọc, có thể đọc đi đọc lại khi nào các bạn hiểu thì thôi. Đấy, rồi tiếp theo lại tích tiếp vào các cái nội dung khác để chúng ta học bài. Các cái nội dung này nó nằm ở dưới cái phần video, các bạn có thể học trong video cũng được. Sau khi học xong rồi thì chúng ta sẽ kiểm tra lại cái kiến thức của bạn qua các cái 3 cái câu hỏi trắc nghiệm ở phần cuối của cái bài học đấy. Đây, ta cứ làm theo trong cái phần mà tôi hướng dẫn là được. Chúng ta cứ tích vào cái câu đúng ở trong cái phần này. Rồi, được rồi. Rồi, bây giờ ta chuyển sang câu tiếp theo. Cái phần này cũng rất là đơn giản. Quan trọng là cái bài thi của cuối của cái khóa học này. Nếu chúng ta thi thành công được thì chúng ta sẽ nhận được cái chứng chỉ của YouTube gửi về cho chúng ta. Rồi, bây giờ ta sang cái bài tiếp theo là bài học thứ 4 của cái khóa học xây dựng doanh nghiệp trên YouTube. Thì bên này có các cái nội dung thì chúng ta cùng mở các cái nội dung này ra để chúng ta học. Như trong đây có các cái thông tin rất là hay về cái khóa học này thì chúng ta mở ra, chúng ta đọc thật kỹ để nắm rõ các cái kiến thức này. Sau khi nắm xong rồi thì chúng ta sẽ kiểm tra lại kiến thức này để gửi lại cho YouTube về cái kết quả học của cái bài này. Đấy, chúng ta cũng làm theo các bước như tôi ở trên màn hình là được. Và như thế sẽ tiết kiệm cho các bạn rất là nhanh trong cái việc mà học tập. Chúng ta chỉ cần lấy chứng chỉ của YouTube là được rồi. Rồi, điền xong rồi chúng ta bấm vào tiếp theo. Rồi, câu tiếp theo. Về mỗi bài là có khoảng tầm 3 câu. Có những bài có cái số lượng câu kiểm tra trắc nghiệm nhiều hơn. Tuy nhiên thì nó cũng rất là đơn giản. Rồi, thế là đã xong bài tiếp theo. Bây giờ ta sang bài thứ 5 của khóa học xây dựng doanh nghiệp trên YouTube. Xong bài này thì chúng ta sẽ làm một cái bài thi của khóa học. để nhận cái chứng chỉ của YouTube. Thì ở dưới này có các cái nội dung, thì chúng ta cùng tích vào để chúng ta xem cái nội dung của nó nói về vấn đề gì. Những cái này là chúng tôi khuyến khích các bạn là phải học để chúng ta nắm rõ được các cái quy tắc ở trên YouTube, thì chúng ta mới có thể thành công được ở trên cái môi trường này. Rồi, bây giờ chúng ta lại kiểm tra lại kiến thức của chúng ta sau khi mà học xong một bài ở trong cái khóa học. Đây là cái yêu cầu của YouTube. Chúng ta phải kiểm tra lại kiến thức và gửi cái đáp án lên cho YouTube. Sau đó mới đến cái bài thi cuối của cái khóa học. Để chúng ta cứ làm lần lượt theo như trên màn hình tôi hướng dẫn là được. Không cần biết là chúng ta có học hay không. Thì chúng ta cứ làm lần lượt là như thế. Nhưng nếu mà chúng ta học thì đấy là một cái điều tuyệt vời, vì kiến thức là không bao giờ đủ, mà rất là tuyệt vời để cho các bạn trong cái quá trình mà làm về cái dự án YouTube này. Rồi, chúng ta chọn một cái đáp án rồi bấm vào tiếp theo. Bài này có 4 câu hỏi trắc nghiệm. Rồi, làm xong thì chúng ta bấm vào tiếp theo. Rồi, như thế là chúng ta đã làm xong. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào gửi kết quả cho YouTube. Rồi, bấm vào nút gửi. Và như thế là chúng ta đã hoàn thành xong các cái bài kiểm tra của từng bài học rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ sang cái bài thi của cái khóa học xây dựng doanh nghiệp trên YouTube. Bây giờ chúng ta sẽ làm lần lượt. Các bạn nên chú ý là đối với cái phần này thì chúng ta không được phép là sai quá nhiều. Nếu chúng ta sai quá nhiều thì chúng ta sẽ không hoàn thành được cái kỳ thi, và chúng ta sẽ bị loại và không được cấp chứng chỉ của cái khóa học này. Chúng ta làm theo trên màn hình của tôi là được. Để tôi cứ bấm một cái dòng nào thì các bạn cứ bấm vào các cái dòng in nguyên như thế. Thì kiểu chi chúng ta cũng thi đậu, không thể trượt được. Thì cái này là tôi đã thi rồi, và cái này là tôi quay lại cho mọi người xem về cái cách để chúng ta làm và rút ngắn cái thời gian của chúng ta hơn. Bởi vì tôi làm là còn phải suy nghĩ, nhưng các bạn chỉ việc xem video và làm theo thì cái thời gian nó sẽ rất là nhanh cho các bạn. Này, chúng ta chỉ việc bấm theo thôi. Đấy, kỳ thi này cũng có 12 câu hỏi trắc nghiệm. Thì chúng ta làm xong 12 câu hỏi trắc nghiệm này, chúng ta nộp bài là được. Đấy, những cái câu hỏi rất là đơn giản, chúng ta chỉ việc suy nghĩ tí là chúng ta có thể trả lời được rồi. Rồi, chúng ta cứ chọn một đáp án. Đối với những bạn làm YouTube thì để tăng cái độ uy tín của kênh và cái thương hiệu của mình trên thế giới thì các bạn phải thi những các cái khóa học này để khẳng định mình với YouTube. Cho nên là các cái kỳ thi này là các bạn phải tham gia. Đấy, rất nhanh, còn 1-2 câu nữa là chúng ta sẽ hoàn thành được cái bài thi này. Đấy, chúng ta chú ý chọn một đáp án. Nếu mà chúng ta làm sai quá nhiều thì chúng ta sẽ không vượt qua được cái kỳ thi này. Đối với một cái kỳ thi thì chúng ta phải đạt được 75% cái số điểm thì chúng ta mới có thể vượt qua được. Còn nếu chúng ta đạt dưới cái mức đấy thì chúng ta sẽ bị loại và phải thi lại từ đầu. Nên là sẽ rất là mất thời gian. Nên chúng ta chú ý là làm theo từng cái bước một, từng cái câu hỏi một ở trong cái video này. Đấy, như vậy là ta đã hoàn thành xong cái kỳ thi của khóa học xây dựng doanh nghiệp trên YouTube rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái thư mà YouTube gửi về cho chúng ta. Đây là thư xác nhận hoàn thành này. Đây là Lê Văn Lực. Đây là cái khóa học xây dựng doanh nghiệp trên YouTube. Đây là cái mà tôi đã vừa mới hoàn thành xong. Đấy, như thế là đã xác nhận là đã xong rồi. Đây là một cái khóa học của Học viện sáng tạo. Như vậy là cái video này tôi đã hướng dẫn các bạn là cách để chúng ta thi chứng chỉ, để nhận chứng chỉ của Học viện sáng tạo YouTube. Đây là khóa học xây dựng doanh nghiệp trên YouTube. Và trong video sau thì tôi sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn những cái khóa học tiếp theo. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của tôi.